Đó. Mọi người thấy chưa? Ờ, khung cảnh thật đẹp chưa? Đây. Đây. Đây, một khung cảnh thật đẹp. Đó. Với dòng chữ Hội An Memory Resort and Spa. Wow. Còn bên đây là mọi người sẽ bước vào công viên chủ đề. Một trong những công viên chủ đề lớn nhất, và đằng sau đó đây là có một show ký ức Hội An. Thì show đó thì Nin đã chia sẻ với mọi người trong tập trước rồi. Và sau đây Nin sẽ quay ống kính gì thì đây, đằng sau người. Đằng sau đó là công viên chủ đề nha. Thì ở đây á, mọi người sẽ được vào tham quan ở khách sạn này, qua đây tham quan miễn phí. Đó, chỉ có nếu mà diễn ra show ký ức Hội An thì mua vé thôi. Nhưng mà rất là tiếc, trong dịp này thì tất cả mọi hoạt động về những cái show diễn ở đây đều đã được chấm dứt. Tại vì sao? Vì ngày hôm nay mấy bạn được nghỉ Tết, để ngày mùng 1 mấy bạn sẽ chạy xuyên suốt luôn, là chạy chương trình xuyên suốt tới mùng 6 luôn. Nên ngày hôm nay nếu mà có ghé đây thì chỉ có tham quan mà thôi, chứ những show diễn thì không diễn ra. Thì thôi, bây giờ quay lại đây. Đó, thì thôi, bắt đầu Nin sẽ vào sảnh và check in. Thì có gì hay nữa Nin sẽ chia sẻ đó mọi người nha. Thì ở đây khách sạn cũng có một số chiếc xe để cho mình chạy nè. Xe đạp được chạy miễn phí luôn. Thì bước vào sảnh. Hey, bây giờ hãy đi vào sảnh check in cùng với Nin nha. Đi. Thì ở trong này người ta đã bài trí năm mới rồi nè. Nhà chắc Nin xin phép cởi bộ chàng ra chút xíu. Đi tiếp. Nhìn đẹp không? Nó tuyệt vời cái hồ. Bước mẹ đi lên. Đó đây. Ngón ta đó, ngón ta. Mình giả coi nhỉ. Ở trên đó thôi. Cái quốc anh à. Đi một người. Hai, thì giờ Nin sẽ check in và bắt đầu để di chuyển vào cái phòng hôm nay Nin mướn nha. Không gian hôm nay Nin xuất sừng bài trí rất đẹp. Đây, trên tay Nin là cái tấm thẻ quyền lực này gia đình. Thì thôi nha, phòng hôm nay là 122. Dạ. Rồi. 09. Rồi, đi thôi. Đây, mọi người ơi, đây là khung viên ở bên trong của khách sạn nè, đẹp không? Vô cùng đẹp, anh có thể quay một vòng cho mọi người thấy đi. À, rồi, đúng rồi. Đây. Đây, đây, đi theo Nin nha. Đây là vị trí cái nhà hàng để mà ngày mai mình đi ăn sáng. Thì cái view của cái nhà hàng này nhìn qua là thấy hồ bơi. Đây, nhìn qua là thấy hồ bơi nè cả nhà. Hồ bơi này á sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Sau đó thì
ai muốn tắm thì tắm. Nói chơi thôi, 7 sáng tới 7 tối mình sẽ được bơi hồ bơi này. Nhưng mà nghe nói như là thời tiết bây giờ thì rất là lạnh, thì buổi tối thì mọi người nên ít bơi lại nha. Mà ai muốn sống ảo thì cứ bơi nha. Vô hồ bơi bật heater lên buổi tối à. Bật quá sưởi. Wow, không gian của cái nhà rất là đẹp ha. Khách sạn này á, bài trí rất là nhiều những cái gian. Cái gian giống như những phố cổ Hội An, nó cứ giống như cái chùa cầu hả? Đúng rồi. Đây, có cái hình giống chùa cầu nè. Nó anh này nói nè. Rồi, đây 1, 2, 2, bây giờ đi theo đi nha. Mới tới 1, 2, 4 thôi. 1, 2, 2 là đi thẳng luôn hả anh? Đi thẳng một đường hả? À, đây. Ở đây luôn có những cái bãi này nè. Đó, ấy đá để mà nói số phòng. Đó, đi thôi. Rồi. Đẹp quá nha. Anh đi lại chỗ này cái nữa đi. Để thấy. Ok. Đó. Rồi. Tiếp theo là ở đây. Có nguyên cái quà gì ta? Quà đậu biếc hả? À, quà đậu biếc. Nhìn rất là đẹp ha. Wow, thì ở đây hồ bơi thì có cả con nít và người lớn. Và đây giờ bơi và những cái quan in về cái hồ bơi này nha. Yeah. Rồi thôi bây giờ đi tiếp. Đây qua bên đây lại tiếp tục có. Đây. Ký hiệu. Đây. Ký hiệu. Nó chắc mình nằm trong này quá. Rồi đi. Đó. Đi theo Ninh nha, đi theo Ninh. Đây. Đúng rồi. Wow, những cái spa mọi người nhìn nè. Cái trời spa trông rất là đẹp. Đây. Cái bên đó là cái tập yoga station. Đây ngoài đây. Cái yoga platform. Đúng rồi. Chỗ này nè mọi người là sẽ là nơi tập yoga vào buổi sáng. Tập yoga nha. Yeah. Còn chỗ này là những cái spa nè. Nó nhìn trông rất là đẹp không? Cụm spa. Nó nguyên một cụm spa luôn. Có phòng, có single, có double. Nó có cả single, có cả double, có cả gia đình. Rồi đi thôi. Đi về phòng của mình rồi, trễ rồi. Đây căn phòng 122 xác quen là cái hiệu cái hình vải chùa cầu. Nó tiếp tục là một hình vải chùa cầu màu đen khác màu rồi. Ok, vô thôi nha. Vào là anh plus đó. Vào. insert cái key khai vô đó. Đây mình đưa cái này vào thì nó tự nhiên thôi. Vào thôi, xong rồi plus vô trong cái rồi cái slot đó. Rồi tự động automatic luôn. Rồi, đi xin mời mọi người vào căn phòng. Phòng. Đây là wardrobe. Đó, bên trái là những cái tủ áo. Đây là thôi mình nói tiếng Việt đi cho dễ nè. Đó, đây là những cái tủ áo. Đây để hành lý. Và ở đây là nơi mà để hành lý nè. Đó, như ba lô của Ninh. Nếu đúng ra chỗ này á mọi người là nó sẽ để cái vali á, nhưng mà Ninh đẩy vali ở đây rồi. Đây thôi. Wow, bước vào không gian này cực kỳ thích mọi người ơi. Bên đây nè, nhìn mọi người thấy nè. Đó, nó có nguyên một cái nhà tắm nhìn rất là đẹp luôn. Wow, nhà tắm rất là đẹp. Rất là đẹp nha. Chính giữa là một cái bồn rửa tay với rất là nhiều đây nè. Nó đẩy răng. Nó shower kit, shower cap. Đây không, và có cả vanity kit đó. Nhưng mà điều đặc biệt mình thích là cái ngoài cái căn. Dạ đúng rồi, nhưng mà điều đặc biệt mình thích đó là rất thân thiện với môi trường. Nó là bằng giấy nha, thân thiện với môi trường lắm nha cả nhà. Rồi cái gì nữa? Wow, cái ly cũng xinh nữa. À, cái này cũng xinh luôn nha. Và ở dưới này thì nó có cái hair dryer, máy setup. Đó, trời ơi.
Anh mà còn còn tiếng Anh còn giỏi hơn cả đi. Rồi, bên đây là cái can nữa, và dưới này là có những đúng rồi, là những khách sạn 5 sao resort nha, luôn luôn có hai cái khăn nhỏ và hai cái khăn dừa. Đó, hai khăn nhỏ để lau tay, còn hai cái khăn dừa để nó xong. Ok. Tiếp theo rồi bên đây. Wow! Mọi người ơi, một cái bộ đẹp cực kỳ đẹp luôn. Wow! Bạn nào sống ảo vô cái bồn này, sống ảo là dữ lắm luôn đó nha. Đây, bên đây là có thêm cái vòi tắm đứng, vòi sen ở trên, mưa và vòi sen thường. Đó, và ở đây là tiệm phẩm nè. Có cả nước nóng, nước lạnh. Có cả nước nóng, nước lạnh, có cả này luôn. Wow! Thì đi không có chờ được nữa mà nên phải làm công đoạn gì ta? Nên phải nhà nước. Có là chứ anh? Đó, đây. Wow, cái bồn này quá đẹp mọi người ơi, đi phải ngắm cái bồn này. Nhưng mà điều đặc sắc nhất á là từ cái bồn này nè. Nhấn cái nút lên xuống nào để chạy nước. Rồi, ok được. Rồi, đây nè. Cái điều đặc biệt nhất đó mọi người. Đó là nhìn xuyên thấu ra ngoài cái giường. Nha, yeah. Đứng đây đi, cứ đứng đây đi. Trên mini bar có một sự decor rất là đẹp của những cái bình gốm sứ. Đây, dưới này là có nước uống miễn phí lúc nào cũng vậy nha. Ở khách sạn là sẽ có nước uống miễn phí 2 chai, một bình đun nước. Wow, những cái ly rất là dễ thương. Rồi có cà phê, trà, đường, nói chung là mọi thứ. Ở đây có gì không nè? Wow, đây những cái hộp bình thường thôi. Có tủ lạnh. Tiếp theo là một cái tủ lạnh. Đó, thôi mình để hai chai nước này vô luôn đi. Đó là một cái tủ lạnh. Mình đi. Rồi, hai đôi dép. Wow. Đặc biệt cái điều mà hay nhất ở những cái resort nha mọi người, đó chính là cây dù. Nấu người gì cũng dùng. Cây dù nha, cây dù là nhất định phải có ở những cái resort. Đó là tiêu chuẩn. Mà ở đây mirror. Ở đây gương. Có một cái gương. Đó, anh bảo vệ đẹp trai tự xin gương nha. Đây, bên đây là có rất là nhiều. Đây, wow. Để giấy thôi cũng đẹp nha mọi người. Đây, có thêm cái chậu này nữa. Cái này là hoa vườn. Đây, có hoa ninh, không được đem sầu riêng và tôm cua để vô ăn nha. Rồi, tiếp theo là một tivi các bạn. Wow. Ở đây rất là hay, có một cuốn sách về du lịch. Và ký ức. Đây, thông tin về show ký ức Hội An, ngoài sao có giá vé. Đó, mọi người thấy không? Đó. Và tiếp theo là ý kiến đánh giá khách hàng. Nhìn rất đẹp không mọi người? Rất là đẹp. Đó. Bốn lớp góc. Nha. Đó, đẹp chưa? Wow, để ở đây đi. Rồi, tiếp theo là gì? Wow, tiếp theo là một cái giường king. Trên cái giường king thì có một cái tiểu cảnh. Wow, tiểu cảnh này bằng giải luôn. Chạy dài từ trái sang phải. Ồ, anh có thể cái hình này hình gì vậy anh? Hoa cúc hả? Một cái loại hoa cúc. Ờ, cúc một loại hoa nhưng mà không biết hoa gì. Đây, có bốn cái gói. Một cái gói xài kinh, một cái gói xài vừa. Đó, rất đẹp chưa? Đó nha. Rồi, bên đây thì vẫn có hai cái đèn đối xứng nhau. Đèn ngủ. Hai cái trụ đối xứng, một cái... Đây là cái gì? Phương. Cái điện thoại thôi. Và tiếp theo, nó có một cái đèn. Đang đứng. Wow. Một cái đèn. Và Ninh có thể nằm ở đây. Wow, bên đây có thêm một cái ghế nữa, cái đôn nữa. Wow, thì mấy bạn ngồi ở đây bấm máy tính. Yeah, ngồi đây bấm máy tính. Đó. Tiếp theo là gì? Sọc rác. Đây. Đây là một trong những cái view siêu phẩm thôi. Đó. Đây, mời mọi người tới cái view. Cái view này mới là siêu khủng nè, cả nhà. Wow. Siêu khủng chưa? Đây. Wow. Đây, tiếp tục là một tiểu cảnh nữa. Ở ngoài đây thì có hai cái ghế. Để làm gì? Để ngồi. Ngắm cảnh thôi. Đây.
bước một cái là tới mà đây. Đó. Mọi người có thấy không? Bước một cái là tới mà đây luôn. Nếu như mọi người á mà mướn ở trên này nè thì sẽ không bước được như thế này. Đó. Còn ở đây thì bước luôn. Và đó đây. Wow. Một khung cảnh tuyệt đẹp. Tuyệt đẹp luôn. Đây anh. Ở đó là xây cái cầu gì vậy anh? Cái cầu bình thường, cái cầu bắc qua thôi. Rồi, mini tour khám phá phòng đã xong. Thôi bây giờ trả quyền tự do lại cho anh bảo vệ. Đi vào phòng và sẽ có những thước phim chụp đẹp ở trong cái phòng cho mọi người nữa. Ok, vào thôi. Bye bye. Kia là bạn của Nin đang chạy xe ra cho Nin mượn đi Hội An nè mọi người ơi. Trong hành trình này Nin sẽ đi Hội An với chiếc xe này đây. Wow, cái nón siêu ngầu luôn. Hello mọi người thấy bên tay trái của Nin không, là một chiếc xe bạn của Nin vừa chạy ra cho Nin mượn. Thì với chiếc xe này, anh bạn nói với hiểm cool ngầu này, Nên sẽ di chuyển đến khách sạn của Nên, Nên gỡ cái vali này và tiếp theo đó Nên sẽ đi ra Hội An để review cho mọi người xem. Thì mọi người ngày hôm nay đi cùng với Nên nha. Rồi, Nên đã tới rồi mọi người ơi, mọi người nhìn đây. Đây là khách sạn Đà Nẵng Golden Bay 5 sao. Wow, 5 sao. Và đây là anh xe thằng thánh của Nên. Và bây giờ Nên sẽ vào gỡ hành lý. Xong sau đó Nên sẽ có một chuyến phượt tới Hội An. Và ở đây có một cái view cực phẩm nhìn về cái cầu Thuận Phước. Nhưng mà ngày mai Nên sẽ nói chi tiết hơn về cái địa điểm khách sạn này. Đây mọi người nhìn đây, khách sạn rất là lớn. Và nghe bạn Nên nói khách sạn này là khách sạn có giác vàng. Rồi bây giờ thì Nên sẽ vào cái hành lý đây. Wow, Nên bước vào đây. Sạn có thời xe đấy nè, xe đạp. Rồi, chờ xíu. Đây thì đây là hành lý của Nên. Nên sẽ gỡ trước cái vali và Nên chỉ xách cái ba lô này thôi để đi Hội An thôi. Thì đây anh đang làm cái hành lý ký gửi cho Nên nè. 0908. Wow, ở khách sạn có một cái góc đào rất là đẹp luôn. Mình ơi, Nên sẽ nói chi tiết đó mọi người nha. Và giác vàng hết mọi người ơi. Đây, tất cả đều giác vàng hết. Có nguyên một cái bình bằng vàng nữa. Đây, giờ thì Nên đã có một cái phiếu giữ đồ rồi. Ok, rồi. Tạm biệt em, ngày mai gặp. Bye bye. Vậy giờ là em đi thôi đúng không? Ừ, em đi thôi đúng không? Cái này mà đi. Ra đường Vũ Hình, ra đường Tô. Đây anh là... Anh sẽ phải anh đi ra cái đường Tô 2 chiều là anh... Dễ trái anh ra đường Tô 2 chiều. Cái đường to lắm, 2 chiều là anh cứ đi thẳng cái đường đấy thôi. Dạ. Đi thẳng, anh biết dưới là anh hỏi hoặc là anh xếp rồi nó ra vì dưới nó còn xa. Dạ.
từ đây đến đấy là khoảng 30 km. Cảm ơn anh nhiều nha. Đây là khoảnh khắc mà người Phật thủ không biết đường đi Hội An nào. Phải nhờ anh chỉ giùm nè mọi người. Thôi bye bye mọi người, nên đi đây. Đi về hướng Nam lên Lê Văn Duyệt về phía Nại Hiên Đông 20. Chỉ dẫn tới thành phố Hội An còn 7 cây số nữa thôi, cố gắng lên. Đúng thôi. Đây sẽ là một cái khách sạn mà nên rất là muốn ở một lần trong đời. Mọi người ơi, với Đà Nẵng đó chính là khách sạn Sheraton Grand. Cửa Đại 5 km và biển Hàm Y 5 km. Rồi gần tới rồi, gần tới phố cổ rồi cả nhà ơi. Hey cả nhà thấy gì chưa? Sau lưng nhìn là Welcome to Hội An. Wow, và bắt đầu chuẩn bị vào thành phố rồi, Hội An rồi. Đây đây, đồng hành cùng với Ninh là anh Sen ở đây. Đây đó. Giờ Ninh đi tiếp đây. Đây là bản hướng dẫn tới Vinpearl Hội An. Lần trước Ninh đã làm tập Vinpearl Hội An rồi. Bạn nào chưa xem thì nhớ xem nha.
Và tiếp theo đây, đây phố cổ Hội An 4 km, khu nghỉ dưỡng Hội An bãi tắm An Bàng. Wow. Đây. Đây, đây là bảng chỉ dẫn đây. Đó, bãi tắm An Bàng, ngày mai Ninh sẽ đi bãi tắm An Bàng để giới thiệu đến mọi người. Và phố cổ 4 km. Wow. Giờ đi tiếp thôi. Đi theo ánh mặt trời nè. Đó. Tiếp theo. Đó. Đây. Ngày hôm nay Ninh sẽ ở ngay chỗ công viên ấn tượng Hội An này nè cả nhà. Rồi bây giờ quẹo vào thôi. Đó, chúng ta quẹo phải sẽ tới phố cổ Hội An nha. Đây, đây là không cho cấm quẹo phải này. Đó, đó quẹo phải là tới phố cổ Hội An. Phải thôi. Hội An ơi, nên đến đây. Wow. Đây, đi bước vào thì mình bắt đầu qua một cây cầu. Đó, thì cầu cũng được bài trí cho năm 2022 rồi. Đây là một cây rồi. Wow, đường phố rất là đẹp. Đây, rất là đẹp luôn. Tiếp tục đi thôi, go. Đây gia đình ơi, đây là một trong những cái cung đường mà nên thích nhất khi mà đến Hội An đó. Trời, gặp ông Tây, đang nhìn nào. Wow. Ồ, oh, đây là cung đường mà nên thích nhất khi bước vào Hội An. Đó. Mọi người thấy không? Phía giữa là một hàng cây. Tắt hai bên là những cánh đồng lúa đẹp, không thể nào tả nổi. Trời, dưới cái ánh nắng mặt trời xuống nè, nhìn đẹp nè. Wow, và xung quanh đó là rất nhiều những cô chú anh chị đang làm. Bên đây cũng vậy. Đây. Đẹp tuyệt vời. Nhưng mà có một cái này rất là thích. Đây, ở đây có chỗ dành cho xe đạp nha. Tới phố cổ Hội An là phải chạy xe đạp nha cả nhà. Đây, cung đường tuyệt đẹp không? Wow. Ngày mai nếu mà kịp nên sẽ bay live cam ở đây cho mọi người xem. Rất là đẹp. Đây. Cung đường tuyệt đẹp luôn. Tiếp tục chạy vào phố cổ thôi. Mở đằng mà chạy ngay cung đường này á, thật sự làm cho đi có cảm giác gì đó. Nói chung là bạn ơi, nam luôn, rất là cảm giác rất là hay. Và giống như mình trở về hình như rũ bỏ hết những cái gì của thành phố, những công việc, tất cả mọi thứ xa xa thì có thấy những cái đàn bà kìa, có đàn bà kìa. Wow, có một anh trò. Ở đây đó là một trong những cái địa điểm mà các bạn khách du lịch nước ngoài rất là thích. Ở đây tại vì á, thường á cái thị hiếu của khách du lịch nước ngoài đó thì người ta chỉ muốn những cái đồng quê đó. Thị hiếu của người Việt Nam mình đó đa phần là chủ những nơi mà sang trọng. Hello cả nhà, giờ là Ninh đã bắt đầu vào phố cổ Hội An rồi. Thì cái thời điểm hồi nãy ở Đà Nẵng thì Ninh cũng không có ăn. Bạn Ninh dũ Ninh đi ăn thì Ninh cũng không có đi ăn. Tại vì sao? Vì một điều là Ninh muốn đi ăn cơm gà bà bụi. Nhưng mà bây giờ không biết còn nữa không nè. Bây giờ là gần 5 giờ rồi thì Ninh tranh thủ chạy nhanh lại cơm gà bà bụi để xem còn không nha. Thì bây giờ Ninh sẽ chạy quán cơm gà bà bụi đi đường nào để chạy tới nè. Đây, anh Hội An bắt đầu đã có chuẩn bị Tết rồi. Thôi bờ phố cổ là sẽ thấy xe đặc sản, đặc sản là đèn lồng. Đó, đặc sản phố cổ là đèn lồng. Thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
của mình đến mới nhất đó luôn nha. Khi mà mọi người chạy tới cái cơm gà Ba Bụi này, mọi người nó cẩn thận nha, tại vì cái quán nó rất là nhỏ. Wow ơi, xuống cà na luôn rồi. Rồi xong, quán nó nghỉ tết mọi người ơi. Xui chưa. Rồi bây giờ con biết sao luôn. Rồi cơm gà Tây không biết còn bán không đây. Rồi xong, quá là xuống cà na luôn cả nhà ơi. Định ra Đà Nẵng, ra Hội An để mà ăn bánh mà gì, ăn cơm gà Bà Bụi. Cuối cùng đây, tiệm đóng cửa nghỉ tết. Wow ơi, đây tiệm đóng cửa nghỉ tết. Wow, vậy thôi bây giờ đặc sản thứ hai vẫn còn xe cua được, đó chính là cái gì, bánh mì Phượng cùng theo chân lên luôn nha. Cũng trên cái cung đường thẳng này luôn, mình sẽ tới bánh mì Phượng. Đi thôi, đi nào, đi bánh mì Phượng thôi. Những quán cà phê tuyệt đẹp đã xuất hiện, dần dần xuất hiện trước mắt mọi người đây. Đây là bạn xe của Nin. Rồi bây giờ đi qua mua bánh mì Phượng thôi. Đây bánh mì Phượng đó. Đây, làm cho em một ổ đi chị, full topping nha. Đây, Nin mua một ổ bánh mì full topping luôn cả nhà. Đây chị đang làm đây. Dạ em ở Sài Gòn. Đó. Dạ. 25 đi chị. Em quá đói rồi. Đây nó thấy chưa. Đó. Đây. Đây chị. Đó. Đi làm một ổ 25.000. Rất là ngon. Dặn chưa cả nhà, thật sự lâu lắm rồi mới được đứng quay gì đó nha. Em ăn đây. Dạ em chạy về khách sạn ăn, chứ bình thường phải đứng xếp hàng dài đằng đây nè mọi người đó. Còn bữa nay may mắn đó mới được quay gì nè. Rồi cảm ơn chị, cảm ơn. Đây trên tay Nin đã là ổ mì Phượng. Wow, đây không biết này quay ngon quá. Dạ cho em gửi tiền đây, 25 cành sẽ ra đi không bao giờ quay trở lại. Nên đây có mặt bán mì Phượng đây. Còn khó là đi làm cành. Và đây là anh bạn xe đó. Đâu đây,
khối mì phượng rồi, cắn một cái nè. Rất là ngon. Rất là ngon luôn cả nhà ơi. Chị nên đen hết người luôn rồi. Không sao. Hồi nãy để ăn cơm nhà bà bụi. Nhưng không tới nhà bụi. Đây. Để ăn trước quán luôn nha. Đây. Tới mì phượng. Cắn một cái nữa nè. Mì giòn tan rất là ngon, ngon nhất là được ăn đối diện với quán Phượng luôn. Và kế bên quán Phượng đó mọi người, đó là một địa điểm check in vô cùng đặc biệt đây nè, chỗ này nè, đó đó chính là cà phê Highland. Tham bạn cà phê Highland ở đây đó. Thôi bây giờ anh em sẽ cố gắng ăn hết ở mì này xong về khách sạn nè, đói quá rồi, không ăn là xỉu luôn á. Xa thì đã có những em bạn khách Tây đã mua ăn nè. Mì Phượng này nổi tiếng lắm nha mọi người, và đã có một cơ sở tại Hàn Quốc luôn đó, nên khi mà tới đây thì nên ghé nha. Đây nên đã ăn dở dang một phần rồi. Sau khi mà ăn xong ổ bánh mì rồi thì non nê mê say rồi, đã cái nư thèm rồi thì bắt đầu về check in khách sạn thôi, nên mệt rồi thì chúng nên các bạn hãy cùng với nên đi về khách sạn của nên nha. Bắt đầu thôi. Đây thì bây giờ mình sẽ rẽ phải vào Hoàng Diệu nè. Đó rồi, vậy giờ thôi. Wow, sáng một bên luôn. Wow. Đó, xong cảnh nè. Đây buổi chiều Hội An đến tấp nập chưa? Wow, có những cái gì leo. Cái dây chen dễ thương quá. Đây, chúc mừng năm mới. Điểm bán vé thông quan. Đây. Oh. Không khí buổi chiều hôm nay rất là vui. Đây. À. Nếu mà mọi người đi á, đây là vào chợ nè, vào chợ Hội An nè đó. Còn bây giờ á mình đi ở đây đó. Đi ở đây, đây đây đang hiện ra trước mắt mọi người, đây là khách sạn nơi mà đi sẽ ở đây, không biết đúng không nữa. Không, bên đây, bên đây, đây khách sạn nè, đây đó, nằm bên tay trái nha, đó đi qua một cái cầu đó nữa. Thì đây, đây là một cái cầu mà lần trước á là Ninh đã giới thiệu đến mọi người trong cái tập mà Ninh đi Hội An rồi đó. Đây là anh bạn dòng sông Hoài thơ mộng đây, đây mà trước là phố cổ đây. Wow, bữa nay một cái hoàng hôn buông xuống đẹp quá. Đây thì Ninh đang có mặt trên một cây cầu mà ở tập trước á thì mọi người đã thấy đó, là Ninh đã giới thiệu ở đây rồi đó. Ngoài sau nè, ngoài sau đó chính là phố cổ, và dưới thứ hai nữa là sông Hoài chia làm hai nhánh đó. Thấy không, thì thấy người ta đang ngồi trên trên xuồng nè đó, để đi ngắm nè đó. Còn bên phải của Ninh đó, đây là khách sạn mà Ninh sẽ ở tối nay. Mọi người thấy không, nó có một cây cầu bắc ra đó, khách sạn của Ninh ở tối nay. Đó cũng là nơi mà diễn ra show Ký ức Hội An đó cả nhà ơi, lần trước mình đã giới thiệu tới cả nhà đó, show Ký ức Hội An nha. Giờ thì mình đi qua đó thôi à, tức là mình sẽ đi hai cái cầu đó, cái cầu này và một cái cầu này nữa đó, để tới đây đi thôi. Sau khi xuống cầu là mình sẽ rẽ trái đó, ở đây có một cái resort nữa, phố hội Riverside. Đây.
không biết đúng không nha, chị Google kỹ nữa đó. Cái gì đây? Wow. Wow, gia đình ơi, một cái khung cảnh cực kỳ đẹp. Rồi, giờ thì đi tiếp thôi. Xin chào khách sạn Memory Hội Thang. Wow, khách sạn đẹp chưa. Đây, bây giờ chúng ta tới cây cầu thứ hai. Đây, ở đây nếu mà bạn ấy là phải mua vé. Đây, đây cái cầu An, chào. Có anh gọi về hỏi luôn. Rồi, em đi ở khách sạn. Giờ mình quá, mình đẹp không bên này. Rồi. Rồi. Xem kênh, nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ Ninh và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé.